Giá vàng hôm nay 24 tháng 5, vàng trong nước tiếp tục giảm. Rạng sáng ngày hôm nay, giá vàng trong nước tiếp đà giảm về gần ngưỡng 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Hiện tại, giá kim loại quý trong nước đang được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào ở mức 66,55 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,17 triệu đồng trên lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Giá thương hiệu quý Doshi tại khu vực Hà Nội đang được niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng trên lượng mua vào và 67,5 triệu đồng trên lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào ở mức tương tự nhưng bán ra thấp hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội. Giá vàng phú quý SJC đang được niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng trên lượng mua vào và 67 triệu đồng trên lượng bán ra. Vàng PNJ đang mua vào ở mức 66,6 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,15 triệu đồng trên lượng. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết ở mức 66,42 triệu đồng trên lượng mua vào và 66,98 triệu đồng trên lượng bán ra. Giá vàng thế giới rạng sáng ngày hôm nay đảo chiều tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 3,9 USD lên mức 1.975,8 USD trên ounce. Vàng tương lai tháng 6 giao dịch lần cuối ở mức 1.977,8 USD trên ounce, tăng 3,3 USD so với rạng sáng ngày trước đó. Giá kim loại quý tăng nhẹ và giữ ổn định khi doanh số bán hàng nhà mới của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 4. Cụ thể, theo Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán nhà mới đã tăng 4,1% trong tháng trước và đạt tỷ lệ hàng năm được điều chỉnh theo mùa là 683.000 căn. Con số này đánh bại mức dự báo của các nhà kinh tế là 663.000 căn. Doanh số tháng 3 đã được điều chỉnh giảm xuống ở mức 656.000 từ 683.000 căn. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán nhà mới đã tăng 11,8% so với ước tính là 611.000 căn vào tháng 4 năm ngoái. Trong tuần này, đà tăng của vàng bị hạn chế bởi những tiến triển rõ ràng trong các cuộc đàm phán về nợ của Mỹ. Các chuyên gia cho rằng những thông tin tích cực từ các cuộc đàm phán có thể làm gia tăng áp lực bán đối với thị trường trú ẩn an toàn. Các thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Maxine McCarthy đã có cuộc đàm phán hiệu quả về việc gia hạn trần nợ vào đầu tuần. Cả hai đã dự kiến gặp nhau trong tuần này về vấn đề này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nhắc lại khả năng vỡ nợ nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn nợ mới. Điều này đồng nghĩa việc Đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden và Đảng Cộng Hòa chỉ còn khoảng một tuần nữa để đạt được thỏa thuận nâng mức trần nợ. Ngoài ra, kim loại quý còn chịu áp lực mạnh khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed nhìn chung vẫn diều hâu đối với chính sách tiền tệ của Mỹ trong các phát triển gần đây của mình. Vào đầu tuần, Ni Kakari, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại Minneapolis, cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ vẫn quyết tâm giảm lạm phát xuống khoảng 2% hàng năm. Tuy nhiên, ông cho biết không chắc liệu Fed có tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 6 hay không. Về mặt kỹ thuật, giới đầu cơ vàng giá lên hợp đồng tương lai vàng giao tháng 6 vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn nhưng đã giảm dần. Giá đang trong có xu hướng kéo giảm dài 3 tuần trên biểu đồ thanh hàng ngày, cho thấy một điều chỉnh thị trường ngắn hạn đã hình thành. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của giới đầu cơ giá lên là tạo ra mức đóng của trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức 2.000 USD trên ounce. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của giới đầu cơ giá xuống là đẩy giá hợp đồng tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 1.900 USD trên ounce. Với giá vàng trong nước tiếp đà giảm và vàng thế giới được niêm yết tại Kitco ở mức 1.975,8 USD trên ounce, tương đương gần 56,2 triệu đồng trên lượng nếu khi thi đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa thuế và phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện khoảng 11 triệu đồng.